Hôm nay cả gia đình mình đi cuối tuần đến hòn đảo Amrum, là một hòn đảo nhỏ bé nhưng mà xinh đẹp với những cái dải cát tuyệt đẹp. Ở đây mình có may mắn đưa hai con gái của mình đến để nghỉ dưỡng 3 tuần. Các cháu rất là thích bởi vì ở đây được tự do, được hoạt động, được sự bảo trợ giúp đỡ của các cô, các bác sĩ chăm sóc đến nơi đến chốn và được học rất nhiều, học thêm những cái điều mới về thiên nhiên, về vẻ đẹp của hòn đảo này. Và khi các cháu sau 3 tuần trở về nhà rất là tự tin, rất là mạnh dạn, biết được nhiều thứ và không ỷ lại cha mẹ nữa, nhiều việc các cháu tự làm một mình. Vậy cho nên là nếu các bạn nào muốn có thêm những thông tin về cái chuyến nghỉ dưỡng này 3 tuần đến 6 tuần, tất cả được sự bảo trợ của AOK, của các hãng bảo hiểm. Nếu muốn biết thêm những cái thông tin, làm giấy tờ nộp đơn như ra sao, gửi cho bác sĩ của mình như thế nào, đăng ký ra sao, nếu các bạn muốn hỏi thêm thì sẽ liên lạc với mình qua số điện thoại 01522 92 60853. Mình nghĩ rằng rất nhiều bà mẹ, rất nhiều ông bố thương con, cắm cúi đi làm, lao động miệt mài vì con để kiếm tiền. Thế nhưng mà cái điều cần thiết của đứa con là gì? Những đứa con cần sự gần gũi, động viên bên cạnh của bố mẹ. Cho nên nếu thu xếp được 3 tuần đến 6 tuần để đưa các con đi, để nghỉ ngơi cùng các con, hoặc là cho các con đi một mình, thì cũng là một cái điều kiện rất là tốt để con cái mình nó phát triển. Nó phát triển hết những cái khả năng tiềm ẩn mà nó có trong nó. Và thật là hạnh phúc khi mà mình được thụ hưởng tất cả những cái tốt lành của đất nước đã ban tặng, và mình luôn luôn biết ơn và cảm ơn cái điều đó. Vậy mong các bạn hãy dành thời gian cho con cái, cho gia đình. Và việc kiếm tiền cũng rất quan trọng, nhưng cái việc này là cái việc quan trọng hơn. Và cho cả sức khỏe của mình, cho cả sức khỏe của con cái, gia đình mình sẽ hạnh phúc, đầm ấm và ngày một phát triển lên. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.